Đội ngũ phân tích nhỏ đông chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý quan khách một lời chào nồng nhiệt nhất. Lần đầu tiên thì xin phép thay mặt chủ nhiệm Hà Đông và giám đốc và toàn thể nhân viên hoan nghênh và cử sĩ xin mời đón tiếp toàn thể quý quan khách có mặt trong buổi tiệc tình này. Đồng thời thay nhận chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý quan khách lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Vậy thân mến, hôm nay ngày lễ thành hôn của anh Trọng Nghi sẽ như cùng chị Huyền Canh. Vậy thì xin phép thay mặt cho toàn thể quý quan khách xin gửi lời chúc tốt đẹp trong năm hạnh phúc đến với cô dâu và chú rể. Và sau này Vicky cũng xin mời toàn thể quý quan khách cùng hướng mắt về cọc hoa hạnh phúc để chào đón hai người đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong buổi tiệc thời điểm này. Đồng thời cũng xin mời toàn thể quý vị dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt, thật dài đời chúc mừng. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng bước lên sân khấu để ra mắt cùng toàn thể quý vị. Xin chúc mừng. Hai người hạnh phúc nhất xin gửi đến toàn thể quý quan khách một lời chào thân ái nhất. Và lần đầu tiên chính thức với kỳ cùng trân trọng kính mời đại diện của hai họ nhà trai và nhà gái cùng bước lên sân khấu để ra mắt cùng toàn thể quý vị. Xin quý vị cùng dành thêm một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu về phía chủ nhân họ nhà trai. Trân trọng kính mời bà quả phụ Nguyễn Văn Bền, dũng danh Chim Thị Xú, cùng với cậu của chú đệ ông Chim Văn Bảy. Về phía họ nhà gái, chúng tôi trân trọng kính mời ông Đặng Văn Hai và bà Mai Thị Điêu là song thân của cô dâu. Một tràng vỗ tay để chúc mừng cho thông gia hai họ. Xin gửi đến toàn thể quý quan khách một lời chào cảm ơn chân thành nhất. Kính thưa quý vị, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể quý quan khách và các bạn thân hữu của cô dâu và chú rể. Hai gia đình chúng tôi rất chân thành cảm ơn quý quan khách không ngại đường xá xa xôi và bỏ chút thời gian quý báu đến chung vui. Đặc biệt là chúc mừng cho cô dâu chú rể được trong năm hạnh phúc. Đó là niềm vinh hạnh lớn nhất trong bữa tiệc tại đêm nay. Và trong quá trình bữa tiệc tiếp đón, chiêu đãi có điều chi sơ suất, xin quý khách niệm tình tha thứ và bỏ qua cho. Đồng thời kiện cũng xin phép thay mặt cho gia đình hai họ và cô dâu chú rể nhân dịp xuân về xin chúc toàn thể quý quan khách nhiều sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Và nữa thay mặt gia đình hai họ xin cảm ơn quý vị rất nhiều.